À, mình chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay thì em lại đến cái quán mới. Ở đây có rất là nhiều đồ hay, đẹp và đắt. Đấy thì có một số món hay hay em quay cho quý vị cùng tham khảo một chút. Về mấy cái hàng lâu nay thì em cũng ít đi, ít quay được cho quý vị cùng xem. Đây có mấy con âm đi Apophay, rồi Onkyo, Rockman. Em sẽ quay cho quý vị cùng tham khảo một chút về mấy con sản phẩm ở cái quán mới này em mới đi lần đầu quý vị ạ. À, trước mặt đây thì là một em âm ly Marantz PM6001 nha quý vị nhé. Đây cũng có một số anh cũng có hỏi ấy. Nhưng mà lâu rồi em chỗ em hầu như là không có. Con này thì nó nặng em không quay được phía sau nha quý vị nhé. Còn nó rất là mới đây. Gần như khoảng tầm trên 90%. Cái này xuất là 100W 8 ohm. Con này là giá của nó là 24.200 yên cả thuế. Thì nó rơi vào tầm trên 5 triệu và hơn chút, 5 triệu 2 triệu 3 gì đó. Chưa cước còn chuyển nha quý vị nhé. Con này nặng, cũng khá nặng, gần chục cân rồi. Đây công suất của nó sắp lực là 100W 2 đường 8 ohm điện trở và đang PM6001 nha quý vị nhé. Tại xa ra một chút nhưng mà vì rất tiếc là nó to quá, nặng quá, không quay phía sau được. Đây bên cạnh đây là một em âm ly của Samsung AUX A+607XR nha quý vị nhé. Giá 5.500, 55.000 đi. 55.000 tương đương khoảng 11 triệu rưỡi nha quý vị nhé. Đã bảo hành 3 tháng, giá mới nó là 90.000 thì nó tương đương khoảng gần 20 triệu. Con này thì còn rất là đẹp, quý vị có thể thấy nó còn rất là đẹp. Đây thì hàng người ta đã bọc vào hút chân không rồi, rất là ok, hiệu quả rất là tốt. Cũng rất tiếc là không quay được phía sau cho quý vị cùng xem. Em sẽ lấy nét một chút để cho nó thấy phía sau, nhưng rất tiếc là cũng khó thấy quý vị nhỉ. À, phía dưới thì cũng có một em Samsung AU D707XT nha quý vị nhé. Giá mới của con này là 113.000, tương đương khoảng tầm là 27 triệu đồng. Vì giá cũ của nó là 55.000, nên khoảng tầm gần 11 triệu rưỡi. Chưa cước. Đây, 707XT nha quý vị nhé. Thì sẽ là 1981 này, hàng cũ bảo hành 3 tháng này. Cũng khá ok. Hồi văn hộ gỗ nó đẹp. Nhưng các sản phẩm này thì người ta đã bọc trong hút chân không hết rồi. À, bên cạnh đây thì là có hai em của Apophay của viện. Thì đây là một con Apophay model là C280. Con này đắt thật. Giá mới của nó thì nó là con này là control ampere, control âm ly nhé. Giá mới nó là 180.000, cho nó là 180.000 thì được bao nhiêu tiền ta? Tầm là 150 triệu. Đấy, 150 triệu gì đó. Giá cũ nó thì tầm gần 30.000, hơn 30.000. Em này thì giá cả thuế và tương khoảng 31.000 quý vị, 301.000, 310.000 đi. 310.000 nó tương đương khoảng tầm 65 triệu gì đó. Nói chung còn rất là đẹp, sản xuất không ghi năm sản xuất vào đây, hàng cũ thì bảo hành 3 tháng quý vị nhé. Các nút chức năng còn rất là đẹp. Hồi gỗ thì thời gian thì không thể tránh được những cái vết xước. Trên này con này người ta không bọc hút chân không. Nói chung mình nhìn kia mặt phay nhôm thì mặt nhôm thì còn rất là đẹp. Tiếp theo thì bên cạnh là một em Apophay khác, model là P500, con này Power. Thì là một công ty công suất của Apophay P500L. Con này thì giá ở các nơi em đi thì cũng tương đương với tầm này như nhau. Đối với con P500L này thì nó cũng tương đương khoảng tầm 275.000, tương đương với rơi vào tầm 55 triệu gì đó, 57 triệu gì đó. Đắt hơn nhiều có thể là so với các cái hàng mà anh em đi bãi về Việt Nam. Tuy nhiên thì hàng siêu thị bên này thì nó là giá như vậy là giá trung bình rồi, nó không không hầu như không có rẻ hơn.
phía dưới thì có vài em Samsung Alpha 607, Alpha 607 hai con đều là giá là 33 nghìn, tầm là trên 7 triệu gì đó. Đấy thì cũng có mấy con vậy, Pioneer A717 này, đàn ông Onkyo A915R. Nói chung cũng khá là nhiều đồ, quý vị ở quán này cũng khá là nhiều đồ. Mơ răng đầu đĩa âm ly AV Victor, mơ răng PM 80 8100, con này giá khá rẻ, 50 rưỡi. Đây là một con âm ly bầu, công suất của bầu mất nút mà cũng đắt trên 3 triệu. Rồi em sang qua một số con khác cho quý vị cùng coi. Đây máy tính nhiều lắm nhưng mà hàng máy tính ở siêu thị thì vì nguyên bản quyền nên là cái rất là đắt, cấu hình thì thấp nhưng mà giá thì rất là cao. Ở điện thoại, TV, máy tính thì cũng rất là nhiều, giá cũng khá cao quý vị. Này có máy chiếu, con nào rẻ mua một cái về thì thẳng test lại cái máy tính cho quý vị. Mua máy về có nhu cầu dạy học các thứ thì có máy chiếu test luôn, đồ chơi các thứ rất là nhiều. Đây thì em ở sáng xem mẹ con loa thanh thủ. Ở đây có mấy cái là có xét con này sao bán hàng hậu nhỉ? À cái tặng cho ra Sony TC8 Tama Victor Victor TD9695, không thấy ghi giá hàng hỏng thì chắc là cũng rẻ thôi. Con này đẹp này mà hỏng nhỉ, hỏng gì ta không thấy ghi nhỉ. Đây quen hỏng có mấy con đầu băng cối nha quý vị này, KX150 này, Aiwa này, Victor này, mấy đầu đầu băng cối và mấy cái loa đài cassette này. Cái chỗ này nhiều nhiều đồ thật. Premium âm ly, đây con âm ly của Victor khá là lạ. Ok thì em xin chấm dứt video tại đây. Và anh em cũng khá là nóng lòng về á. Em xin hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau nhé.